Công ty cổ phần kinh doanh gạch ốp lát Vinlastera vừa tổ chức lễ nhận bàn giao nhà máy Bạch Mã tại khu công nghiệp Mỹ Xuân A, thị xã Phú Mỹ. Với việc mua lại nhà máy Bạch Mã đã chính thức đưa Vinlastera nằm trong top 20 doanh nghiệp gạch ốp lát lớn nhất thế giới và trở thành doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng lớn nhất tại Việt Nam, với tổng công suất các nhà máy gạch ốp lát lên 43 triệu mét vuông một năm. Nhà máy Bạch Mã có tổng công suất 10 triệu mét vuông sản phẩm một năm. Nhà máy đã được trao chứng chỉ môi trường Cirem của Cirem QAS quốc tế và là một trong số ít các nhà máy được công nhận đạt chuẩn bảo vệ môi trường. Việc nhận bàn giao nhà máy Bạch Mã là một phần trong chiến lược nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường của Vinlastera, khẳng định tầm nhìn và định hướng phát triển sản phẩm ở phân khúc cao cấp. Đầu năm 2022, Vinlastera sẽ đưa ra thị trường nhiều sản phẩm mới, trong đó hai sản phẩm cốt lõi là gạch ốp lát và tấm porcelain khổ lớn cao cấp có biên độ dày từ 6mm đến 20mm, biên độ rộng linh hoạt với kích thước tối đa 1.600mm x 3.200mm được sản xuất bằng công nghệ Continuo của Italia. Đối với lại thị trường trên thế giới thì sản phẩm gạch tấm lớn hiện nay đang đã đáp ứng được các yếu tố về thẩm mỹ cũng như yếu tố về những sản phẩm thay thế những sản phẩm tự nhiên. Thì đối với Vinlastera, đầu tư dây chuyền Continuo trong năm 2022 sẽ đưa ra những sản phẩm thay thế những sản phẩm đá tự nhiên, những sản phẩm khổ lớn như kích thước là có thể từ 1m6 đến 3m2 thì sẽ đáp ứng được những yếu tố khắt khe về nhu cầu sử dụng của các công trình cũng như người tiêu dùng. Thì sản phẩm của Vinlastera sẽ đáp ứng thị phần trong nước và cũng dành toàn bộ để xuất khẩu. Việc đi vào hoạt động của nhà máy Bạch Mã tạo cơ hội việc làm cho hàng trăm lao động tại Bà Rịa Vũng Tàu cũng là góp phần khuyến khích phát triển chuỗi cung ứng liên quan đến sản phẩm.